thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp bàn thảo về việc huy động nhân tài, vật lực cho cuộc chiến với quân Tống, Lý Thường Kiệt lưu ý các quan rằng nhà Tống hiện mọi tiềm lực đều suy yếu, không được xem thường binh lực nhà Tống và kế mưu hiểm độc của người Tống. Lý Thường Kiệt đã phát họa đôi điều về phương lược kháng Tống, trong đó xác định sông Như Nguyệt và bờ Nam sẽ là hào lũy chống giặc. Phương lược kháng Tống được các quan bàn thảo cụ thể như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triệu vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thu Hằng. Các sắc quân như bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh sẽ được phiên chế lại và bắt đầu ngay việc tập luyện, kể cả việc phục kích, tập kích, công thành, thủy chiến. Nếu thế giặc mạnh chưa đánh đuổi chúng được từ biên thủy sẽ chỉ thả cho nó vào tới bờ bắc sông như nguyệt là khóa chân chúng tại đó cho tới khi chúng phải rút về hoặc phải đầu hàng hoặc bị tiêu diệt hết thường kiệt tôi xin hứa với hoàng thái hậu và hoàng thượng cùng chư liệt vị không cho giặc qua sông như nguyệt và nhất thiết chúng không có đường vào thăng long nếu giặc chỉ trả đòn vì sĩ diện rồi rút mau thì nó còn ít đứa sống sót nếu nó ham chiến ở lại đất ta, sau một năm sẽ không còn mống nào để trở về đất tống nữa. Tháng 3, thời tiết giao mùa khi nóng khi lạnh thất thường. Dù trời nắng cũng chưa gắt trói như cái nắng nóng mùa hạ. Dù rét cũng chỉ là cái rét xe xe cuối mùa chứ không bút giá như hồi trong đông. Buổi sớm, sương phủ trắng trời một màu đục như sữa núi rừng đồng ruộng thôn ấp đều chìm trong sương tiếng chó sủa tiếng bò giống tiếng gà cục tác xen với tiếng trẻ khóc tiếng người gọi nhau ý ới báo hiệu trời đã sáng bạch mặt trời đã lên nhưng cả mặt trời cũng chưa xuyên thủng được màn xương mà chiếu sáng cho nhân gian bỗng một hồi ba tiếng trống Rội ra từ một ngôi làng nào đó và như làn sấm nổ dây chuyền tiếng trống truyền từ làng này sang làng khác oa à vỡ ra khắp bốn phương tám hướng dân từ trong các hương ấp túa ra thuần những trai trẻ những người đàn ông khỏe mạnh người nào người ấy vác mai cuốc giao phát quang gánh đòn khiêng mỗi làng đi gọn vào một toán người đi đầu vác lá cờ hiệu đề tên làng mình mỗi hương có nhiều làng có hương gồm tới cả chục làng. Lá cờ của hương to hơn cờ của làng và trên nền vải viết tên của hương mình nhằm phân biệt người của hương này với hương khác. Tất cả những đoàn người ấy đều hướng về phía bờ nam sông Như Nguyệt mà đi tới. Sông Như Nguyệt mùa này, nước trong xanh, dòng nước lững lờ trôi giữa hai bờ xanh ngắt lúa, ngô, nòng dòng sông như người khách bộ hành lãng đãng du xuân. Bờ bắc sông thoai thoải, rừng mọc tràn tới mép sông. Bờ nam nhiều đoạn dựng đứng như tường thành. Một toán kỵ binh đi khảo sát độ nông sâu của dòng sông, cứ cho ngựa đi nước kiệu, độ no một dặm thì họ dừng lại, dương cung bắn thẳng xuống lòng sông. Một loáng, các mũi tên đều lần lượt nổi lên hết, chứng tỏ dòng sông sâu, người và ngựa khó có thể lội qua được khi các đoàn người từ các hương ấp lũ lượt tới bờ nam sông như nguyệt họ tìm gặp các đô tướng để giao quân và nhận việc đô tướng là những người có nhiệm vụ chỉ dẫn công việc đắp lũy cản giặc cho dân phu họ cắt ra từng đoạn chia cho từng hương một tùy theo hướng lớn nhỏ số người nhiều hay ít mà chia công việc phía nam sông như nguyệt có cái thuận là bờ rất cao và dốc nếu không phải chỗ có bến bãi, thuyền dù có áp sát vẫn không thể đổ người lên bờ được. Lợi dụng địa thế tự nhiên này, Lý Thường Kiệt dùng luôn dòng sông làm hào chắn giặc, còn bờ sông sẽ được tôn cao làm bức tường thành. Mặt tường thành sẽ đắp có bề rộng ba chục bước chân, người và xe cộ có thể đi lại tránh nhau dễ dàng. Phía trong đắp chân rộng và thoải rồi thu dần lại phía ngoài, tức phía tiếp giáp với dòng sông, sẽ đắp thẳng đứng, chân thành, dùng cọc tre và rào gai làm kè. Công việc mới bắt tay vào ngày đầu, dân phu còn bỡ ngỡ, mọi thứ còn ngổn ngang, khó khăn, bể bộn, mà đường thành lại dài tới cả trăm dặm. Phải tôn chiều cao so với mặt nước sông lúc xuống thấp nhất là 17 sải tay, tức là cao hơn 4 trượng để giặc không từ mặt nước sông mà leo lên bờ được. Các đô tướng coi sóc việc đắp thành giám sát rất nghiêm từ việc đào đất. Đất chỉ được lấy tại các chân ruộng, cách xa chân thành 250 bước chân. Đợt một mới chỉ đắp cao giả 1 phần 3 để cho đất lún, sụt thật chặt, rồi đợt 2, đợt 3 mới lên cho đủ kích cỡ. Phù phèn các lộ kéo về ngày một đông. Người ken kín mặt đất cờ cắm dập trời tiếng hò tiếng hát cứ vang dội suốt ngày tiếng chiêng hiệu tiếng trống thúc vừa rộn ràng vừa inh ỏi cả nước đổ sức và chiến lũy để ngăn giặc các làng phía bên bờ bắc đã chuyển dần của cải và các đồ đạc quý sang gửi người quen bên phía bờ nam nhà nào có máu mặt thì đưa hẳn con nhỏ và cha già mẹ yếu về tận thăng long tạm lánh mấy trăm ngàn người thay nhau làm việc trên một tuyến trường thành dài cả trăm dặm, lúc nào cũng náo nức đông vui như ngày hội. Họ làm việc vô cùng mệt nhọc, mồ hôi đầm mình. Mỗi người chỉ đóng một manh khố nâu che kín phần hạ bộ. Trên vai lót một mảnh vỉ buồm đan bằng cói. Họ vác một khuôn đất vuông vức mỗi chiều độ hai găng tay và chiều cao đẩy một tháp mai những thỏi đất đào từ các ô ruộng trũng nằm cách xa chân trường thành dưới chân dốc truyền từ vai người nọ sang vai người kia tới vài chục lần mới lên tới đỉnh mặt bờ sông mà người ta gọi là tường thành rồi lại chuyển xuống mép nước đắp vào phía trong kè bằng tre đực và rào gai công phu khó nhọc như vậy nhưng không một ai hé răng kêu khổ không có một dân phu nào bỏ trốn bởi ai cũng hiểu rằng nếu không cản được giặc, không đánh đuổi được nó, nước mất, ắt nhà tan, và người người sẽ phải làm nô lệ cho ngoại bang. Vì vậy cái trường lũy tại bờ nam sông Như Nguyệt cứ cao lên từng ngày, và người từ các nơi cứ ồn ồn kéo về, kiếp sau thay cho kiếp trước. Không chỉ có việc xây ải lũy ngăn giặc ở bờ nam sông Như Nguyệt là rộn rã, mà khắp trong cả nước, đầu đầu cũng thấy các điền binh luyện tập các chủng quân của triều đình cũng luyện tập căng thẳng tựa như giặc sắp tràn vào cõi các đồ tướng thay nhau lên vùng ải bắc kiểm tra việc bố trí binh lực và nghe ngóng địch tình các cầu đường nơi nào cần tu bổ thì tu bổ nơi nào cần phá bỏ không cho giặc đi qua thì phá bỏ ngay các ụ đất cắm biển báo nơi các ngã ba ngã tư cho người qua đường nhận biết từ năm nhâm ngọ 1042, nay nhất loạt đều tu bổ lại. Mấy ngày nay, Thái úy Lý Thường Kiệt cùng một số bộ tướng đi khảo sát khoảng 50 dặm phía bờ bắc sông Như Nguyệt. Xem những nơi nào giặc có thể đóng quân, những đường xá, sông suối nào giặc sẽ dùng vào việc lập phòng tuyến. Ta có thể cản trở trước bằng cách ngăn lấp hoặc đưa dân đi biến cả một vùng vườn không nhà trống thành vùng đất chết đối với kẻ thù, sau đó, thái úy và các đô tướng tùy tùng lại rủi ngựa lên biên ải. Lý Thường Kiệt gìm cương cho ngựa đi chậm lại, ông chờ Lý Kế Nguyên đi tới. Hai ngựa thông xong, ông hỏi, "Lý Kế Nguyên, bữa trước, thân cảnh phúc, Đào Tông Nguyên nói nhiều đến việc nhà tống sẽ mua chuộc các đầu mục người man làm trống trải ven dậu của ta." chiếm đất của ta theo tướng quân liệu người tống có làm được việc đó không bẩm thái úy việc đó tiểu tướng cũng cho là việc sống còn của ta ta có giữ được đất biên thùy hay không là ở chỗ các thủ lĩnh người man có trung thành với triều đình hay không ta có lấn thêm được đất họ hay không cũng lại thuộc về điều ta có uy hiếp và mua chuộc được các thủ lĩnh người man ở bên kia hay không bởi vậy việc năm Tân Tỵ 1041, vua Thái Tông triều ta tha chết cho Nùng Chí Cao, lại cho phục chức cũ, cho thêm bốn động để nó ăn lộc. Sau còn gọi về triều ban hàm Thái Bảo, phải nói đó là chính sách mẫu mực trong việc củng cố phên dậu. Nếu xem các việc sau này Nùng Chí Cao làm với nhà Tống mới thấy tiền nhân thật là sáng suốt. Tướng quân đã thấy phía Tống dục dịch gì chưa? bẩm thái úy, người Trung Quốc vốn đa trá, lắm mưu nhiều kế, nếu họ nói họ sắp đánh vào chỗ nào đó, chỗ ấy chắc yên. Còn chỗ nào họ giả bộ làm lơ, chính là nơi họ đang giáo giết chuẩn bị đánh. Xét hết thảy vùng Bắc Thủy của ta hiện nay, dường như họ đang làm lơ, khiến ta dễ có cảm giác nhầm lẫn mà coi đó như là một thứ biên thủy huynh đệ. Chính ta cũng đang thấy thế, và lại sau trận phạt tống của ta. Tống thần tông có hỏi Vương An Thạch, vì sao giao chỉ dám làm một việc táo tợn dường ấy mà chúng ti về đều cho lọt. Thời gian không chỉ giam ba ngày, riêng thành Ung Châu đã kéo dài tới hơn 40 ngày. Vì sao vậy? Có phải vì nước tống yếu sợ tới mức sợ cả giao chỉ như sợ liêu không? Vương An Thạch trả lời vua tống. Sở dĩ, giao chỉ làm được như thế là bởi nguyên do. Các đầu lĩnh của Man Giao Chỉ đều nắm cường binh, đều trung thành với vua nó. Còn các đầu lĩnh của Man Tống lại bị bên nó mua chuộc, nên đã chót theo nó. Nó dùng nhiều gián điệp, tung cả vào trong nội địa giò la ta, nên nhất cử nhất động của ta, nó đều biết. Nó đánh, ta bất ngờ quá. Vậy ta có thể đánh thắng nó, có thể lấy được nước nó không? Vua Tống hỏi vương an thạch lại đáp tâu những việc ta đang làm là để thực hiện mong muốn của bệ hạ nhưng bằng mọi cách thần sẽ phá thế phên dậu của nó những tên lợi hại cầm cường binh như lưu kỷ hoàng kim mãn vi thủ an nhất thiết phải trở thành người của ta do ta sai bảo khanh đi nước cờ ấy là phải đối với đám người man chủ yếu đem lợi ra mà nhử chúng sau lợi là các chức tước cứ cho chúng các chức thật to, nhưng chỉ là hư chức, hư quyền. Còn lộc thì không nên hạn chế. Ta tiếc ấy, trước đây đã dỗ được nung tống đán về theo, thế mà lại để giao chỉ, nó dụ lại mất. Khanh phải xem xét đám đầu lĩnh người man bên giao chỉ, kẻ nào lợi hại mà không dụ được nó theo, thì phải sớm trừ khử nó đi. Lý Thường Kiệt ngửa mặt nhìn trời, bầu trời cao vời vợi, nhưng rừng núi che khuất tầm nhìn nên bị thu hẹp như một vòm hang lớn ông quay lại hỏi lý kế nguyên tướng quân nghĩ thế nào về những lời vua tôi vương an thạch bàn nhau bẩm thái úy vương an thạch nói về sự thua của người tống là xác đáng còn tống thần tông nhận xét về các thủ lĩnh người man quả là không sai một khi kẻ thù đã tỉnh ngộ đã nhận ra chỗ yếu của nó chắc nó sẽ biết cách chỉnh bị cho nên cuộc kháng tống lần này không chỉ là một cuộc đấu lực mà còn là cuộc đấu trí khốc liệt tướng quân nói chí phải bởi ta và tống hai bên quá hiểu nhau sinh thời đức thái tông đã từng nói ta và trung hoa là hai kẻ thù chi kỷ ta là nước nhỏ nên ta phải nhún phải lui một chút nhún chứ không nhũn để cho họ bóp lui chứ không lùi để cho họ lấn lướt. Trung Hoa không phải không biết điều đó, và lại dưới gầm trời không phải chỉ dành riêng cho nước lớn tồn tại, cũng như trong rừng không chỉ có hổ được độc quyền sinh sống, mà nó còn là nơi sinh sống của muôn loài từ sâu bọ đến tê, tượng và chim chóc, côn trùng, thảo mộc. Đại Việt ta tuy là một nước nhỏ, nhưng cái thiên mệnh trời ban cho ta lại không nhỏ mảnh giang sơn này đã thấm máu cha ông từ ngàn đời. Dù chỉ một tấc núi, một thước sông cũng không được phép để lọt vào tay quân thủ. Kẻ nào làm hao hụt núi sông, chính nó là kẻ thù của cả dân tộc, kẻ thù muôn đời của lịch sử. Lý Thường Kiệt liếc nhìn thấy gương mặt của người tướng trẻ bừng bừng sắc khí. Ông có cảm giác các di ngôn của Đức Lý Thái Tông đã hâm lên bầu máu anh hùng trong cơ thể Lý Kế Nguyên. Bỗng Lý Thường Kiệt hạ giọng như một lời thầm thì tâm sự. Câu di ngôn ta vừa kể lại, ta nhớ đã được nghe từ chính miệng Đức Thái Tông nói không biết bao nhiêu lần cho các triều quan nghe. Nhiều hơn cả là các vương, binh lính và ngay cả thần dân cũng được nghe lời huấn dạy này, mà nay nó trở thành một di ngôn bất hủ đi thêm vài sải gựa. Lý Thường Kiệt bèn hỏi. Theo tướng quân, trong số các đầu mục người man của ta, ai là người đáng ngờ nhất, ai là người đáng tin nhất? Bẩm thái úy, người đáng tin nhất thì ai cũng biết rồi, ấy là phò mã thân cảnh phúc. Còn người đáng ngờ nhất hiện nay là Lưu Kỷ. Trước đó, có nùng tông đán theo tống, ta đã dụ lại được. Nay tống lại dụ mất rồi. Dạ, Lưu Kỳ là một đầu lĩnh lợi hại, y lại nắm cường binh. Trước khi đánh Tống, y có 5.000 quân chiến đấu thiện xảo. Sau khi đánh Tống, y có thêm người, thêm của, chắc y không chịu ở yên. Dạ, cũng như nùng Chí cao ngày trước, dù triều đình có đuôi vỗ, y không đánh lại triều đình thì y đánh nhà Tống, tiếm xưng và lập quốc riêng. Vậy chất tướng quân có cách nào cố kết được những đầu mục này để phên dậu ta thêm vững? bẩm Thái Úy những người này cứ bên nào mạnh thì họ theo có lợi thì họ theo chứ thực họ không trung thành với ai cả giả dụ bây giờ ta có ban cho họ nhiều lợi lộc như khi quân tống tràn vào thấy tống mạnh họ lại theo tống liền cho nên cố kết họ bằng huyết thống như các tiên đế đã làm là thượng sách triều đình quá biết việc này nhưng không phải cứ đem các công chúa quận chúa mà gặp bừa được đâu bởi nhẽ những kẻ chưa tiến hóa thì lòng tham, sân của nó còn lớn hơn cả đại dương, chẳng huyết thống nào giang trói được lòng tham của nó. Bẩm thái úy, đúng như vậy. Tất nhiên, ta sẽ làm mọi cách để níu giữ họ. Chuyến đi này, ta có đem theo cả sắc phong và chiếu dụ, vinh danh cho từng người. Mai đây ta sẽ triệu họ về và cho xem các đội quân hùng mạnh của triều đình như tượng binh, thủy binh, lại cho xem các tay thiện xạ bắn nỏ liên châu và cho xem các loại binh khí mới để củng cố lòng tin cho họ. Bẩm, thái úy thật là sáng suốt. Ta chẳng sáng láng gì đâu, nhưng tình thế không thể không dùng họ. Phải bằng mọi cách, nếu giữ họ lại, làm phên dậu, che chắn cho quân triều đình ở phía sau. Ngay cả thời bình cũng thế thôi. Xong cái gương đụng trí cao, nùng tông đán, ta sao quên được Đúng như tướng quân nói, kháng Tống lần này không chỉ là cuộc đấu lực mà chính là cuộc đấu trí giữa ta và giặc. Lại nói về phía nhà Tống, khi quân ta còn đang vây thành Ung Châu, Vương An Thạch đã bàn với vua Tống nên cử đại binh đánh thẳng sang giao chỉ, cắt đứt đường về của Lý Thường Kiệt. An Thạch nói, khi đại quân ta tiến vào Thăng Long, lại để mấy cánh quân chặn các lối biên thủy, rồi phao tin quân ta đã bình xong giao chỉ giặc ắt phải bỏ việc vây thành ung châu mà rút quân về cứu nguy cho chủ nó lúc ấy tô giàm sẽ mở cổng thành đem quân đuổi đánh nó chạy tới biên thùy nó lại bị sức cản của quân ta thế là giặc kiệt nằm trong vòng vây của quân tống và sẽ bị bắt hoặc bị giết trong sớm tối chỉ có cách đó mới giải vây được cho ung châu và bình được giao chỉ tống thần tông gật đầu kế ấy dùng được. Nhưng ta sợ Trung Trinh thì giặc phá mất thành Ung Châu trước khi quân ta kịp đến cứu. Theo thần, Ung Châu là một thành kiên cố, Tô Giàm lại là một tướng mưu lược, giặc chưa thể phá được thành ấy. Trong khi vua tôi Tống Thần Tông đang bàn kế giải vây thành Ung Châu, đánh lấy nước An Nam thì tim bay về. Thành Ung Châu đã bị triệt hạ, năm vạn binh lính và dân thường bị giết, tướng giữ thành là Tô Giàm cùng toàn thể gia đình mấy chục người đều thọ tử. Quân An Nam đã rút hết về đất nó mà không có ai truy đuổi. Tin như xét đánh, không khí tăng tóc trùng phủ lên triều đình Tống Thần Tông, nhưng nhà vua vẫn còn đủ tỉnh táo dụ rằng. Cấm các quan không được loan tin quân ta thất trận ra ngoài. Nhất là Liêu, Hạ, biết tin này thì biên thùy phía Bắc, phía Tây rơi và thất lợi còn dân chúng thì hoang mang hoảng sợ họ đang toan tính điều quân các lộ kinh hồ mân chiết quảng đông quảng tây và điều các tướng lão luyện biên sự từ các mặt trận phía tây phía bắc về đánh cho quân an nam một đòn trời giáng và sau khi đã thôn tính xong giao chỉ sẽ uy hiếp chiêm thành chân lạp buộc hai nước này phải quy phục thiên triều ấy thế mà đục một cái thành ung châu thất thủ Lý Thường Kiệt phá thành, lấp sông, thu hết binh khí trong kho, lấy hoặc đốt hết các kho lương kho cỏ rồi rút đi một cách êm xuôi. Nỗi hận này vua tôi nhà Tống không chịu nổi. Tống thần tông buồn rầu hỏi các cận thần. Các khanh là chân tay thân tín của ta. Các khanh cũng là óc não của ta. Vương An Thạch vừa là tể tướng vừa là học giả. Ngô Sung, khanh là bậc tể thần cùng với Vương An Thạch đều là trụ cột của triều đình. Tô Tử Nguyên, Khanh là trưởng tử của lão tướng Tô Giàm, đã đeo gương trùng dũng. Tiếc thương, cha Khanh đã xả thân vì nước, ta đau buồn đến bỏ ăn. Ta cũng phong tặng cha Khanh chức phục quốc công, tiết độ sứ và ban tên Thụy là Trung Dũng cùng các lợi quyền khác. Việc này Khanh đã biết, nay ta nói lại để chiều quan đều biết, rằng ta tôn trọng người có tài, tôn vinh người tận trung báo quốc để trong ngoài lấy đó làm gương với vẻ đau buồn đến nghẹn tắc, tống thần tông chậm rãi. Chưa khanh, nước Trung Hoa mênh mông là thế, của nhiều người lắm, nhân tài không bao giờ thiếu. Nhiều bậc tài năng trùm thiên hạ trở thành thánh học của muôn đời. Thử hỏi có nước nào so được với Trung Hoa? Thế mà nay, phía Bắc thì nước liêu chèn ép, phía Tây thì nước hạ gây rối Nay lại đến phía Nam, giao chỉ, đất đai chỉ bằng cái mắt mũi người thì một dũng, thế mà nó dương oai được với thiên triều, thua giao chỉ là mối quốc nhục. Các khanh có nhận ra điều đó không? Các khanh có thấy mối nhục của nước là của chính mình không? Xét ra ta không có bạc đãi một ai cả, ai có mưu lạ kế hay đều được dùng. Vương An Thạch đã bị biếm mà ta còn mời về giữ ngôi tể tướng. Tống Thần Tông ngừng lại dây rát, nhà vua nói với vẻ quả quyết. Giao chỉ từng nội thuộc Trung Hoa tới hơn ngàn năm, chúng chỉ mới tự chủ được hơn 100 năm nay, nhưng vẫn chịu phận là nước phiên thần, vẫn thường niên triều cống và chịu mệnh thiên tử. Thế mà nay, chúng dám hỗn hào xâm phạm đất đai thiên triều, giết hại lương dân, phá nát thành ung châu là cửa ngõ phía nam kiên cố của ta. Nếu không trừng phạt nó, thì còn gì uy danh của trẫm còn gì là sức mạnh của thiên triều trừ khanh hãy nghe mệnh của ta bắt lấy giặc kiệt để ta băm nó làm muôn mảnh cho hà giận phải thu lại đất giao châu chia nó thành quận huyện việc đó nước đại tống có thể làm được không các khanh khá nói cho trẫm hay thân làm tể tướng mà để nước rơi vào thảm cảnh này vương an thạch cảm như mình là người có lỗi lớn Tuy vậy để giữ thể diện với đồng liêu Ông vẫn nói cứng Tâu bệ hạ Đánh giao chỉ không phải là việc khó Khi chúng kéo binh sang cướp ba châu Ung, khâm, liêm Quân gồm có sáu vạn Nhưng đấy là chúng xua cả dân chúng đi theo để hồi của Nghe nói nhà có năm sáu người Thì chỉ để một người già yếu ở lại Như thế quân nó giỏi lắm cũng chỉ trên sáu ngàn tên nếu quân cả nước nó gộp lại, bất quá chỉ vài tên. Việc đánh giao chỉ là việc trong tầm tay, có thể đánh lấy lúc nào cũng được. Thần xin chủ liệu sẽ sớm tâu lên để bệ hạ ngự duyệt. Ngô Sung liền phản bác. Dẫu có đánh được, nhưng khó có thể giữ được. Vương An Thạch cãi lại. Đã đánh lấy được, ắt sẽ giữ được. Ngô Sung nói luôn. Dù có giữ được cũng vô ích. Trung Quốc đã giữ giao chỉ trong tay tới hơn 1.000 năm. Thử hỏi, nó đã đem lại lợi ích gì cho nước Trung Hoa? Đoạn Ngô Dung quay ra nói với nhà vua. Tâu bệ hạ, việc đánh An Nam phải cân nhắc kỹ. Vạn nhất kết quân đi mà không thắng được thì nước Tống sẽ bị liêu, hạ, ép đến tận cùng. Mới đây, giao chỉ đánh cướp Ba Châu, Ung, Khiêm, Liêm là bởi ta chuẩn bị đánh họ rành ràng quá, lộ liễu quá, nào là bỗng dưng ngăn biên cấm chợ không cho người nước họ sang buôn bán, nào là tích lũy lương thảo, khí giới đầy ắp các kho sát biên thùy, nào là tập quân thủy quân bộ dầm dập hết ngày nọ sang ngày kia, đến cả thuyền trài cũng trương dụng làm thuyền chiến để diễn tập. Chính vì họ thấy nước họ có nguy cơ bị ta đánh nên họ chớp thời cơ đánh ta trước và họ đã thắng oanh liệt với vẻ thất vọng, ngô sung than vãn một nước sản sinh biết bao binh pháp gia kiệt xuất mà để thua vì bị đánh bất ngờ. Này nếu ta đem quân sang đánh nước họ lại một phen trung kế điệu hồ ly sơn, binh pháp tôn tử chẳng từng nói, dụ địch ra khỏi hang ổ nó mà đánh, chắc thắng. Điều sơ đẳng của nghiệp làm tướng là muốn đánh giặc, phải đề phòng giặc đánh ta, thế mà các tướng tống lại không hiểu điều đó. Quân chưa đánh đã hàng, tướng thì không thông nghiệp làm tướng, Tâu bệ hạ, tình trạng này lo giữ nhà con khó, sao đã tính đến việc lấy nước của người ta? Những lời nói trung thực của Ngô Sung làm Tống Thần Tông không hài lòng. Khanh nói thế, chẳng hóa nước Tống sợ giao chỉ sao? Nước Tống đã hèn yếu đến mức đó sao? Ta không nghĩ như Khanh. Ta để các Khanh bàn bạc cho rộng đường chủ hoạch. Nhưng đánh giao chỉ là để bảo tồn thiên uy của nhà đại Tống. Ý ta đã quyết nghe những lời ngô sung chỉ trích vương an thạch cũng không giữ được bình tĩnh nữa giọng nói của ông rất căng thẳng ông thái phó không phải dạy khôn ta tất cả những việc ta làm trước khi khai triển đều có tâu báo hoàng thượng nếu hoàng thượng chưa cho thánh ý thì không một việc nào được làm cả nếu ông còn nhiều lời ta sẽ hạc ông trước hoàng thượng nếu ông hạc ta trước hoàng thượng thì toàn thể quốc dân sẽ hạc tội ông Ngô Dung vặc lại. Lời qua tiếng lại, kẻ nói nên đánh, người nói không nên đánh. Trung quy, phe chủ chiến, ít hơn phe chủ hòa. Nhưng đã có Tống Thần Tông và Vương An Thạch cùng đứng về phe ấy. Cuối cùng, vua Tống Phán, tể tướng chủ liệu cái đánh giao chỉ để có thể sớm khởi binh. Nên điều một số tướng lão luyện biên sự từ phía Bắc, phía Tây về cầm quân. Theo ta, nên dùng đội kỵ binh mạnh, quân giao chỉ cậy có ưu thế về thủy binh, nhưng chúng không thể đánh lại được với kỵ binh của ta. Nghe nói năm quý tỵ 1053, tướng Địch Thanh sở dĩ thắng được nùng trí cao là nhờ có kỵ binh đánh vu hồi. Được Tống Thần Tông binh tre, tể tướng Vương An Thạch giành tay mưu tính cuộc xâm lăng Đại Việt.